nhớ nếu xem video mà thấy cầm này là một số 4, một số 5. Đây, tiếng loa bass này các bạn. Tiếng loa mic này. Là keng ấy nha, tiếng loa chép này. Chép là chép LI25 mũi đỏ nha, danh tiếng của LM100. Tiếng loa thì cực đẹp nha. Vâng, tiếp tục em lên sóng con Marantz 1150 để các bác nào mình chơi những dòng loa có lực đánh khủng và công suất khủng thì cần một con Omni để nghe nhạc nảy tiếng thì các bác liên hệ cho em. Đó là con Marantz model 1150. Sở hữu 4 con sò nhôm ép Motorola, tại vì những con này ở thị trường thiết kế của Mỹ nha các bác. Và sò Motorola tính tiếng rất là hay và hỗ trợ cho các bác luôn là chỉnh bass mic chép nên rất là hay các bác. Mình can thiệp được giải mic nha, giải mic này. Bass mic chép cho từng vế luôn nha các bác. Máy đẹp xuất sắc nha các bác. Đẹp keng luôn á. Con này em đang giao các bác là giá 17 triệu bao gồm phí ship. Đối tác những dòng loa cứng đầu. Tiếng nảy bass mic chép keng. Đối tác của loa Mỹ JBL, Sequin Vega và những dòng loa của Pioneer Sansui Nhật Bản, vân vân. Hoặc là những dòng loa cây, hai chơi 2 bass 30 rồi các bác ghép những con này nha. Đầu tư ít nhưng mà được nhiều, đó là những con Marantz 1150, 1150 Mark 2. Con Mark 2 thì đắt hơn 2 triệu thôi các bác. Chất âm thì như nhau nha. Tầm 17 triệu thì con này rất là ngon, đáng đồng tiền. Máy đẹp xuất sắc các con. Bác nào lấy thì alo cho em. Trở kháng những dòng này rộng nó 4-16 ôm. 1150 Andy USA. Người tiếng hiệu vào 200 lo AB, A+B. Máy đẹp xuất sắc hết nha con. Giá bên trên là em bao gồm phí ship rồi. Các bác nào mình chơi JBL những dòng mà 4312 bắt 40 đô lại thì cần một con ly ở phân khúc dưới 20 thì các bác lựa chọn em này nha. Đánh loa Ribe, loa Sequin. Đánh Sequin là một ưu điểm của nó, tại vì Sequin là dòng loa tiếng uy lực. Mà cần một con ly để nảy tiếng thì 1150 là đối tác rất là tuyệt vời luôn. Hộp gu của Sequin Vega nó thể hiện tiếng nảy rất là hay. Nhiều bác chơi cặp D9 AT15 hay là những dòng mà Sequin bass 40 rồi các bác thì ghép những con này này. 1150 là đây là những dòng âm ly hot nên là em vẫn đặt hàng về cho các bác nha. Chơi JBL rất là hay. Ưu điểm nó nhiều đó các bác. Cơ bản là máy đẹp nha. Giá thì vẫn phối giá cho các bác là năm trước cho đến năm nay còn là 17 triệu nha. Máy tuyển đẹp. Máy chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Bác nào lấy thì cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên nha. Cọc tiền hoặc là chuyển khoản đủ thì cũng được. Chuyển khoản đủ thì em bớt 200. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu là em ship hàng nha. Vâng, mời các bác cùng xem đồ đẹp của những sản phẩm em đưa về. Các bác theo. Đẹp keng luôn nha, sexy là đáng tin. Vẫn là 4 con nhôm ép Motorola. Và bo công suất rất là mới và bo lọc và lọc công suất luôn nha. Đấy, các bác thấy điểm nhấn của những con Marantz này nó hay. Nó nhờ một phần là âm sắc, phần là có bộ lọc công suất nha. Nghĩa là trước khi âm thanh ra tới hồi này là đi qua bộ lọc công suất thôi nha. Tiếng âm thanh nét hơn. Máy rất đẹp các bác, nói chung là rất là đẹp. Chiếc xe là đẹp tinh. Anh cho này các bác, có thể phô tổ phần bo rờ lê ngột, bo công suất. Tất cả bao dung tuyệt đối nha các bác, hoạt động hoàn hảo nha. Những đặc trưng những dòng Marantz Mỹ đó thường nó chạy sò nhôm nha các bác, sò nhôm rất là hay. Rồi em chỉ xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào lấy con Marantz 1150 này thì alo cho em giá 17, chuyển khoản đủ em bớt 200, còn 16 triệu 8. Còn cọc tiền thì vẫn giá 17 nha, cọc tiền thì cọc 2 triệu là em ship hàng rồi. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất. Vâng, em xin chào các bác nha. Đây là cặp loa L100A nha các bác. Rất giá rất tốt cho các bác nha. Giá là 25.500. Loa rất là đẹp nha các bác. L100A rồi tới L100 Canturi. Đây loa đẹp xuất sắc nha các bác. Mời các bác cùng xem nha. Ung thành sắc cạnh. Giá 25.500 đã bao gồm phí ship và sau đây em mời các bác cùng xem chi tiết nha. Đây là e canh của em nó và logo. E canh nâu nha các bác.
Giá trên đã bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ em bớt là 300.000, là còn lại là 252 bao ship toàn quốc nha. Đây, đây là cạnh phía bên tay phải của loa nha. Đây tổng quan phía phải nha các bác. Loa đẹp từ A tới Z nha. Đối với loa JBL thì các bác thường chơi với gip với những dòng âm ly Luckman, Akufai, Sansui và những dòng âm ly cổ, chạy sò sắt vân vân. Sò than đều đánh tốt, những dòng âm ly khoảng 100W trở lên nha. Vân gỗ rất đẹp nha các bác. À, có thể bằng gỗ nha. À, tổng quan phía trên nhìn xuống nha các bác. Loa chắc bãi về, rất là cao cạnh luôn. Bác nào yêu thích cặp loa này thì cứ liên hệ cho em nha. Em quay phía sau xong rồi em sẽ mở cái kênh để các bác cùng xem tiếng loa. Em nói là bass 30 nha. Bass của tự Anico hay là phía sau. Tạm loa, bắp chuối mở chim. Rồi, giây phút quan trọng thì em sẽ mở e-can ra để các bác cùng ngắm tuyến loa nha. Đây là những cặp loa chuyên nhạc vàng, nhạc bolero và kể cả những dòng nhạc tiết tấu nhanh đều triển rất là tốt. Đây là e-can nha, e-can chính của nó nha. Có dấu đóng dấu kìa. Đây nè các bác. Đấy. Đây, còn có tem treo đầy đủ với nha các bác. Bass 30. Nó của tự Anico nha các bác, ở tự Anico nên là các bác gip âm ly đen hoặc là những dòng âm ly có công suất vừa phải là đủ triển và cũng như là khai thác được em đó rồi. Đây là sử dụng tép giấy LI25 lo mic. Đấy. Lỗ thông hơi phía trước và hai vi tinh chỉnh nha các bác. Cặp L100A duy nhất nha, đầu năm 2023. Series là 2535 nha các bác, 2535, series cuối 2535. Cặp này series là 2535 nha. Hai tiếng loa rất đẹp nha, lời 25, tập giấy, mùi đỏ. Đây là bass của nó nha. Loa chắc bãi về, chưa qua tay người siêu Việt Nam. Tất cả loa bảo hành nguyên zin nha các bác. Hợp đồng hoàn hảo, các bác về chỉ việc cắm dây loa và cắm âm ly và chúng ta cùng khai thác nó thôi. L100A. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào có sở thích và yêu thích cặp L100 này thì ở phân khúc 25 triệu năm thì nó vẫn hay hơn những dòng 4312 nha các bác. Series L100 vẫn là thuộc dòng loa rất là hay bởi vì nó có huyền thoại rồi.